Huy Khánh cũng như ba vị giám khảo cũng như tất cả quý vị khán giả ở đây rất muốn được nghe Thảo My hát một lần cuối trên sân khấu này, sân khấu của Việt Nam Idol 2012. Thảo My, bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ. Xin mời bạn. Bởi vì chị Mỹ Tâm cũng không muốn em phải khóc cho nên em cũng xin trình bày một ca khúc vui tươi, nhí nhảnh như đúng lứa tuổi của mình, là ca khúc Hãy Mỉm Cười. Nụ cười là tia nắng xua màn đêm, nụ cười là hơi ấm xua lạnh bao, nước mắt trong lành làm dịu hồn ta. Nụ cười làm hạnh phúc đến thật nhanh, nụ cười làm cuộc sống đến nơi đẹp, nụ cười làm rạng rỡ gương mặt như những bông hoa. Đừng buồn nữa em, đừng khóc nữa em, đừng lạnh lẽo trái tim, đừng sợ hãi tôi ta. Hãy mang nụ cười đến những người thân và những người bạn mới chưa từng quen, điều kỳ diệu sẽ đến bất ngờ từ nụ AZ24.vn. Bạn có biết chỉ một click chuột là bạn đã có sản phẩm ưng ý. Mua bán online, ô tô, xe máy, điện thoại, máy tính, thời trang nhanh nhất, thuận tiện nhất. Chỉ cần đăng sản phẩm là bạn bán khách hàng. Chỉ một click chuột là bạn đã có sản phẩm ưng ý. Đơn giản, bạn chỉ cần truy cập vào website www. Là người đầu tiên khám phá khu vườn vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện danh nhiên của bạn với game khu vườn dễ đàn, bạn có thể đưa các loài hoa lên không trung với những tầng mây lơ lửng nhẹ nhàng, tại cảm giác thoải mái sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Thật đơn giản, hãy soạn tin VMN gửi 8712 và chăm chút cho khu vườn đặc biệt của bạn phát triển thêm nhiều tầng mây. Tuyệt vời hơn cả là bạn có thể kết bạn và là hàng xóm chăm sóc vườn giúp nhau cho những tầng mây đầy hoa lá. Soạn tin VMN gửi 8712 và mang cả khu vườn bị đem vào điện thoại của bạn.